Với đời sống thiểu dục chi túc của một người con Phật biết đủ là đủ. Hồi nãy con có nghe sư cô nói cái gì mà đi chặt cây á, là cái này là sư cô tự chặt hay sao? Cái cây le đó chặt, rủ nhau đi chặt, chặt ở trên rừng. À, là rủ nhau đi chặt về xong rồi đan lên như thế này. Đúng rồi, cưa rồi đan lên. Rồi cái mình treo lên để hạn chế được cái nước mưa nó tạt vô. Không, coi như cái cảm giác ấm áp thôi. Chứ còn nước mưa thì nó vào thì nó kệ nó chứ. À, có nghĩa là mình nhìn như thế này cho nó có cái cảm giác nó ấm áp hơn một xíu. Đúng rồi, chứ để trống thì nó lại một ni ấy, ở thì nó lại ngại. Còn mưa thì cứ mưa nó tạt bình thường. Bình thường. Tại vì có một đêm á, là vào lúc 1 giờ đêm á, là sư cô chở người đi cấp cứu mà trở về Phan Thiết là cách đây 70 cây, 80 cây. Mà đi bằng xe Honda, nó rất là lạnh, mà người bệnh cũng bệnh rất là nặng, mà phương tiện ở đây rất là hiếm. Ở đây có được mấy chiếc xe nhưng mà dân thì lại không có tiền. Xe dịch vụ hả? Xe dịch vụ. Dịch vụ ở đây thì họ tính 1 triệu một chuyến nhưng mà gia đình thì không có tiền. Có nghĩa là nếu như mà người bệnh ở đây mà bệnh nặng thì là phải thuê cái xe đó. Thuê xe đi cấp cứu. Thuê xe đó chở đi cấp cứu và chi phí sẽ là 1 triệu cho mỗi lần chở đi từ đây xuống dưới Phan Thiết. Đúng rồi. Mà nếu một người bệnh nặng á thì họ chỉ có được 4 giờ vàng thôi. Dạ. Nha. Cho nên là cái nguyện vọng thì cũng tha thiết rằng là muốn lo được một cái xe cấp cứu chuyên dụng tại đây. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại xã La Dạ thuộc huyện Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận. Và video ngày hôm nay thì Nhân sẽ đến thăm một sư cô. Mà theo như Nhân tìm hiểu thì cuộc sống của sư cô hiện nay rất là khó khăn. Bởi vì là ở xã này thì đại đa số là người đồng bào dân tộc có với cuộc sống phải nói cực kỳ khó khăn luôn. Thì ở đây thì chỉ cách tỉnh Lâm Đồng khoảng cỡ 10 km nữa thôi. Thì sáng hôm nay thì Nhân đã có một cái hành trình phải nói đi xa, rất là xa luôn. Thì bây giờ là 4 giờ chiều mới đến được đây. Thì sau khi mà Nhân nghe một vị khán giả nói về cuộc sống của sư cô á, thì mới được biết là sư cô sống ở đây cực kỳ khó khăn luôn. Vì vậy mà hôm nay mình quyết định là mình đến thăm sư cô xem thử là cuộc sống của sư cô ở đây như thế nào á, và mình có giúp được cái gì hay không. Và bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành cái video này cùng với Nhân nhé. Đi thôi mọi người. Trời, nhìn từ xa thì thấy cái ngôi tam bảo của sư cô mà nó trông lỏng luôn trời. Khi mà mình đi trên đường á, thì mình nhìn cái quang cảnh ở đây thì mình thấy là những người dân ở đây với cuộc sống họ còn rất là khó khăn luôn. Nhà thì có một số nhà thì không có vách, nhà thì không có cửa, nhà thì không có được xây dựng bằng cây, bằng lá đâu không à. Lần đầu tiên mình đến khu vực này thì mình mới thấy cuộc sống ở đây khó khăn vậy luôn á. Vì vậy mà mình nghĩ sư cô sống ở đây thì cũng sẽ khó khăn y chang vậy luôn chứ không khác gì. Sư cô đang ngồi ở trên đây. Sao sư cô? Sư cô cho con xin... chỗ của sư cô trong lỏng.
Dạ, con xin. Sư cô ơi, hôm nay con tới con thăm sư cô á, cô chào một mình ngồi nói chuyện một xíu được không? Dạ dạ. Sư cô ơi, thì con ở ngoài Nha Trang á, sau khi được một vị khán giả cũng giới thiệu về cái chỗ ở của sư cô á, thì cũng nghe chị ấy bảo là cũng sư cô cũng đang rất là khó khăn. Vì vậy mà hôm nay thì con quyết định là con cũng đến để con thăm sư cô. Thì có thể con có thể hỏi sư cô một vài điều. Mô Phật dạ. Được chứ. Dạ, cho con hỏi là sư cô là pháp danh gì sư cô ạ? À, sư cô pháp danh Tuệ Thông. Pháp danh Tuệ Thông. Tuệ Thông. Dạ, vậy thì trước khi mà sư cô đến ở ngay cái vị trí này, sư cô tu ở đây, thì sư cô đã tu ở đâu? Trước kia thì ở dưới Thường Chiếu, chùa Thường Chiếu ạ. Chỗ Long Thành á, là thiền viện Thường Chiếu. À, đó. Là chỗ Đồng Nai phải không sư cô? Đồng Nai. Dạ. Rồi sau đó là thời gian qua đi xong rồi mới về có một chuyến đi từ thiện ở bên này á, là đi phát quà trung thu cho các em. Thấy các em dân tộc cửa họ ở đây quá nhiều luôn, mà thấy nó quá cực luôn. Thấy một kiếp người mà nhìn thấy thương. Dạ. Xong rồi cái tâm cứ hướng về đây á, cho nên là cũng muốn về nơi này á, là cũng là một phần á là thương các em có nhiều hoàn cảnh quá khó khăn quá, bà con cũng vậy nữa, cho nên là khi mà phát nguyện về đây rồi tu tập á thì cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm đâu. Dạ. Thì trước hết thì mình cứ về mình tu tập nơi đây rồi xin sơn thần thổ địa nơi đây gia hộ cho bà con thập phương ở nơi đây. Đó, là cũng trong tâm thì cũng ao ước có một nơi để họ về để họ biết quay về tâm linh nhé, họ hướng về giáo pháp của Đức Phật để họ sống an vui hạnh phúc hơn, và cũng đủ duyên là cũng có các vị Phật, một hai vị Phật tử ở nước ngoài á, thì khi mà họ biết được cái hoàn cảnh ở đây á, thì cái hiện tại ở đây là cái nguồn nước rất là thiếu thốn ghê gớm luôn. Cho nên một bình nước lọc là 10 cho tới 12 ngàn. Mà nước sinh hoạt ở đây họ cũng thiếu nữa. Cái rồi họ phát tâm được cây nước. Cây nước lọc. Cây nước lọc là mình có nghĩa là mình lọc như vậy là mình dùng bằng điện mình lọc. Mình dùng bằng điện mình lọc lên bồn cao, xong rồi nó qua 3-4 lớp rồi qua một lớp RO nữa mới ra cái nước uống. Và sau đó thì người dân sẽ được sử dụng miễn phí. Miễn phí, đúng rồi. Mỗi ngày gia đình có thể họ lấy được một bình cũng đỡ. Vậy là sư cô là cấp nước sạch miễn phí cho dân, cho người đồng bào của họ đây. Nói chung là ai cũng được, miễn là có tới lấy, là coi như là cứ thiếu nước là tới lấy. Vậy thì xíu nữa là sau khi sư cô với con nói chuyện xong thì sư cô có thể dắt con đi xem cái hệ thống nước máy đó nó dẫn như thế nào á. Được. Dạ. Mô Phật. Được. Dạ. Thì sư cô khi mà đến đây á, thì cái bước đầu tiên khi mà sư cô về đây, sư cô có gặp phải những khó khăn gì không? Có cái nói về khó khăn á thì nó nhiều mà cũng không thể nói được, tại vì khi mà một người con Phật mà đi tới đâu á, khi mà đã theo cái lời phát nguyện của mình rồi á, thì đi bất kể nơi đâu cho dù khó khăn cỡ nào thì vẫn cảm thấy vui. Vẫn cảm thấy an lạc, vì khi mà cái hướng của mình nhiều khi gọi là cái duyên của mình Phật đưa về nơi đây đó, là một cái nhịp nối và một cái cánh tay trải dài để đưa Phật Pháp tới cho tất cả những người chưa có được ánh sáng Phật Pháp. Dạ. Đó, thì đơn giản nhẹ nhàng thế thôi. Dạ. Đó. Có nghĩa là nó cái chuyện khó khăn nhưng mà mình nghĩ nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản. Đúng rồi, thí dụ như là những cái nhà như thế này. Dạ. Là mưa là nó hắt khủng khiếp. Nha, nó hắt khủng khiếp luôn. Xong rồi thôi thì ta cứ tự nhiên đi, ta đi chặt cây le về ta treo lên nha. Rồi sau đó là mấy cô ở bên Úc với Mỹ với lại mấy cô ở Việt Nam
cái người này giới thiệu người kia đó, thì bên cô Ly á, cô Nhân á, Lương Mỹ Nhân, Lương Mỹ Ly đó, bên nước Úc á, với lại một số các vị ở bên đó nữa, mới phát tâm làm cái tượng Phật, làm cái bàn thờ. À, vậy là cái bàn thờ với lại tượng Phật là mới? Mới xong ngày 28 Tết. À, 28 Tết. Trước kia là ở đây là không có tượng với lại không có bàn thờ à? Có cái tượng nhỏ. À, có tượng nhỏ đó thôi. Tượng nhỏ là đủ rồi. Dạ. À, xong rồi các vị mới phát tâm là làm một cái tượng Phật. Dạ. À, để cho ba tánh thập phương về có nơi để mà chiêm bái. Dạ. Thì còn cái những cái quang cảnh như thế này thì nói chung ấy là ta biết đủ là đủ. Dạ. Với đời sống thiểu dục chi túc của một người con Phật biết đủ là đủ. Hồi nãy con có nghe sư cô nói cái gì mà đi chặt cây á, là cái này là sư cô tự chặt hay sao? Cái cây le đó chặt, rủ nhau đi chặt, chặt ở trên rừng. À, là rủ nhau đi chặt về xong rồi đan lên như thế này. Đúng rồi, cưa rồi đan lên. Rồi cái mình treo lên để hạn chế được cái nước mưa nó tạt vô. Không, có những cái cảm giác ấm áp thôi. Chứ còn nước mưa thì nó vào thì nó kệ nó chứ. À, có nghĩa là mình nhìn như thế này cho nó có cái cảm giác nó ấm áp hơn một xíu. Đúng rồi, chứ để trống thì nó lại một ni ấy, ở thì nó lại ngại. Còn mưa thì cứ mưa nó vẫn tạt bình thường. Bình thường. Dạ. Cho nên là trong mấy tháng mưa vừa qua thì cũng hơi vất vả một chút xíu, nhưng mà thôi thì không sao. Không có vấn đề gì hết. Dạ. À, cái quan trọng là chính bản thân mình tu tập là chính. Đó. À, cho nên là thương người dân nghèo ở đây, nó có nhiều cái hoàn cảnh lắm. Cho nên là đặc biệt ở đây ấy, thì các em nó không đủ phước để nó được sanh vào những cái nơi mà gọi là gia đình gọi là họ đầy đủ á. Cho nên là cái phước của nó thiếu á, là nó sanh về đây gia đình nào cũng 4-5 đứa chút. Dạ. À, mà cái nó khi mà nó không đủ phước rồi thì nó nghèo cộng, nghèo rất là nhiều thứ, ngôn ngữ, cách sống đủ mọi kiểu hết trơn. Dạ. Vậy thì khi mà sư cô ở đây thì chắc là cũng giúp được một vài hộ ở đây hay không sư cô ha? Cũng có được giúp cho được hai căn nhà tình thương là mua đất xong rồi xây cho người ta luôn. Mình mua rồi mình xây luôn. Hết hai căn đó hết 130 triệu. Và trong cái 130 triệu đó là bao gồm tiền đất chưa hay là chỉ có tiền xây thôi? Không, tiền đất không tính. Tiền đất là 20 triệu một mét, mà hết 7 mét là 140 với 130 là 270. Hình như là ở đây họ bán mét ngang á sư cô? Mét ngang. À, cứ một mét ngang như gì là 20 triệu. Đúng. Mà 7 mét ngang là 140. Mà hai cái hộ đó là 13, 14 năm rồi đó, chưa có một cái nhà ở. Dạ. Có nghĩa là ở được một thời gian họ lại đuổi đi, xong rồi chỗ này chỗ khác vậy đó. Thế khi về đất này thì nhìn thấy được rồi về mới gợi ý cho một số người có tâm á. Dạ. Đó, thì cũng hoàn thiện xong hai căn nhà. Sư cô cũng giúp được cho hai hộ người đồng bào khó khăn ở đây được hai cái nhà. Nói chung thì những việc làm này không phải là sư cô làm, nhưng mà là chỉ là một cánh tay nối dài thôi. Dạ. Rồi tất cả người con Phật đều làm. Dạ. À, đều chung tay góp sức để cho Phật Pháp mình mỗi ngày mình lớn dần lên theo cái lời giáo huấn của Đức Phật, đó là từ bi. Thì con cũng gặp rất là nhiều nhà sư. Thì hồi trước thì con cũng không có hay tò mò đâu, nhưng mà giờ còn đây thì con cũng hay tò mò về cái những cái lý do cái lý do mà mình lại có những cái duyên đến với cửa Phật á. Thì hôm nay gặp sư cô thì sư cô có thể bật mí cho con là sư cô có nhân duyên gì để mà đưa sư cô đến với Phật? Cái nhân duyên đầu tiên đó là cảm mến đạo Pháp. Dạ. Và cái chân lý nó thẩm thấu quá. Chân lý nó quá thẩm thấu, sâu sắc. Cho nên là khi mà rồi nhìn thấy được cuộc đời nó vô thường, quá vô thường. Dạ. Trẻ cũng mất, già cũng mất, cỡ tuổi nào cũng ra đi, vạn vật vô thường, rồi đời người vô thường, hoàn cảnh vô thường. Từ đó đi là mới phát nguyện là đi xuất gia để làm gì? Trước mắt á, là mình lo tu tập là để sửa sai, bởi vì bao đời bao kiếp mình vô minh rồi. Dạ. Cho nên là bây giờ chỉ cố gắng làm sao là sửa sai chính mình từ thân khẩu ý, và
sống theo giáo pháp của Phật đó là phải thắp lên ngọn lửa yêu thương đến với nhân loại. À, vậy là sư cô khi mà xuất gia là cũng không phải là đi từ nhỏ sư cô không, ha? Không có đi từ nhỏ. Dạ. Yeah. Tại vì bởi vì ba mẹ phải lo ba mẹ xong rồi mới đi, ba mẹ coi như là viên tịch xong rồi mới lên đường. Dạ. Yeah. Con thấy ở đây sư cô che chắn đồ như này á, nó trống trải quá. Vậy thì ở đây nó có đảm bảo an ninh cho sư cô? Không, vấn đề an ninh ở vùng này thì rất dễ thương. À. Về vấn đề an ninh riêng ở vùng này á, là về vấn đề trộm cắp thì chưa có thấy qua. Dạ. Cho nên là về an ninh ở đây thấy rất mừng. Con cũng sau khi nghe sư cô nói thế con cũng mừng cho sư cô. Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì sư cô ở đây một mình sư cô ha. Dạ. Có các em 4-5 em nó về, nhưng mà về để mình cho các em nó tập, nó biết về dạy cho các em năm giới. Và hàng ngày thì có các em từng nhóm á, các em vẫn thường lên xuống nơi đây. À, là sư cô dạy là dạy năm giới của Phật đó hả? Dạ. Năm giới là dạy các em không trộm cắp nè. Dạ. Không sát sanh, không trộm cắp nè. Không nói dối, không uống rượu. Cho các em biết cái lễ, cái nghĩa một chút nào đó. Rồi các em lễ Phật để gieo duyên với Phật Pháp. Dạ. Có một chút trùng tử nè. Thì đến thăm cái nơi tu tập của sư cô như thế này, thấy lần đầu tiên mà con đến một cái nơi mà không có một cái bức tường nào hết. Rồi cái lúc mà trời lạnh rồi như thế nào sư cô ha? Này, cứ thế thôi ha? Không sao đâu. Dạ. Tại vì ít thời gian ngủ thì mình có thêm nhiều thời gian để tu tập, ngồi thiền định. À, sư cô cũng thiền đó. Cho nên là ham ăn mê ngủ thì chưa sửa được cái gì hết, cho nên là dạ. Ngủ càng ít càng tốt. Vậy thì bây giờ sư cô có thể là dắt con đi một vòng cái chỗ tam bảo của sư cô được không? Dạ, cho con với lại một số vị khán giả xem dạ. Cái nơi sinh hoạt của sư cô thấy như thế nào á. À, ở đây là có hai vị. Đây là ba mẹ. À, là ba má của sư cô ha? Rồi, ba mẹ. Dạ. Cô sư cô cho con xem cái chỗ nước đi, nước của họ lắp như thế nào sư cô? Nước đây. À. Đây hệ thống máy lọc. Đây là hệ thống máy lọc công nghiệp. Đúng rồi, máy lọc là bơm từ dưới giếng khoan lên. Rồi bơm lên bồn, nó xuống, nó lọc qua bồn này. Rồi bồn này nó lọc qua ba cái cây này, rồi bắt đầu qua cái RO này nữa làm mềm nước, rồi cái nước này là nước tinh khiết trong này. Wow. Đó. Lúc đầu là mình đẩy qua cái bồn bên kia trước sư cô ha. Trên đó xuống đó. Dạ. Một hệ thống, hai hệ thống. Qua đây. Ba cây này. Rồi qua cái RO. Cái máy này. Đúng rồi, thì nó mới lên cái bồn lọc này. Xong rồi từ bồn lọc này thì mình bắt ống ra ngoài kia cho bà con bá tánh, người ta hàng ngày người ta tới người ta lấy về để người ta uống, cho nó giảm được cái kinh tế một chút. Hệ thống này là khoảng bao nhiêu tiền sư cô? Hệ thống này là cũng hết trên, nói chung là khoảng 100 triệu. 100 triệu? Dạ, 100 triệu. 100 triệu mà để mà mình giúp cho một xã ở đây thì nó cũng hợp lý sư cô ha. Nói chung là một xã ở đây là người dân tộc chiếm tỷ lệ hết 90%. 90 người dân tộc thiểu số, 90% là đại đa số là người đồng bào thiểu số. Đồng bào Cờ Ho, dân tộc Cờ Ho. Dạ. 90 là nhiều. À, nhiều, dạ. Còn người Kinh mình về đây ít lắm. À. Cho nên là cái này là tấm lòng của các vị Phật tử ở bên bên Texas, bên Mỹ. Dạ. À, thì họ cũng gợi ý cho sư cô là họ cúng 1 tấn gạo, nhưng mà sư cô nói là bây giờ thì cố gắng hy sinh làm cây nước cho dân đi, là điều đang cần thiết cấp bách trước mắt. Yeah. À, rồi họ phát tâm, có nghĩa là mấy cô chú đó là muốn nhờ sư cô là cúng 1 tấn gạo cho người dân ở đây. Cúng 20 triệu. À, nhưng mà sư cô xin làm nước. Xin làm nước. Thế là cũng hợp lý sư cô, tại vì gạo thì mình dùng là làm một phát một là hết ngay.
Còn nước này, thì mình dùng lâu dài. Cái này thì có thể là mình xài, thí dụ như hết thế hệ sư cô, thế hệ sau các em nó tiếp tục duy trì, nó giúp dân tiếp tục. À, hình như lúc nãy con thấy có một số người dân tới lấy nước là lấy ở đầu đường luôn hả sư cô? Đúng rồi, thả dây ra đầu đường cho họ lấy luôn. À, rồi có khi nào mà ai mà chơi quên xẻ nước cái, rồi cái quên đóng lại không trời? Không, luôn không. Tại vì mình cho họ một cái ý thức rằng là cái cây nước này là cây nước của dân, chứ không phải của sư cô. Tự họ bảo quản nha. Đó, là của họ hết, kể cả cái nhà này cũng là của họ. À, sư cô bảo là cái nhà này là của họ luôn. Đúng, cho nên là mình cái nhà này cũng của họ, tại vì tam bảo là nhà chung. Ủa, ở phía bên ngoài này có một số cái võng này để làm gì sư cô? Các em lên nó nghỉ. Các em chúc chúc á. Lên mắc võng cho đây nghỉ trên này. Đúng rồi. Đông lắm. Dạ. Vậy là bình thường là mỗi ngày là sư cô tiếp bao nhiêu trẻ em ở đây? Nói chung là không biết chừng được. Không biết chừng được. Nhiều khi các em nó đói nó lên nó nói sư phụ cho con xin cơm, nó đói nó rung gì nè. Dạ. Mà các em nó ốm lắm. Lên đây xin cơm sư cô. Xin cơm. Rồi cứ nói các em cứ ngồi niệm Phật xong đi rồi sư phụ nấu cơm cho con ăn. Trời. Thế là các em ra niệm Phật xong là dọn cơm sẵn lên ăn thôi. Tự nhiên. Tính ra là ngoài cái việc mà sư cô tu tập ở đây á, thì sư cô còn lo, đôi khi là lo bữa ăn cho những em người đồng bào ở đây sau khi mà đến xin cơm nữa. Cuộc sống vất vả quá. Người con Phật ai cũng thế. Dạ. Vậy thì sư cô, hôm nay con đến con thăm sư cô á, thì sư cô có cái nguyện vọng gì không? Có, bây giờ sư cô cũng đang là cũng có một cái nguyện vọng, nó cũng hơi lớn một chút xíu. Nhưng mà nếu mà đủ duyên thì Phật gia hộ cho quý hộ pháp về hỗ trợ nơi đây. Tại vì có một đêm á, là vào lúc 1 giờ đêm á, là sư cô chở người đi cấp cứu mà trở về Phan Thiết là cách đây 70 cây, 80 cây, mà đi bằng xe Honda. Nó rất là lạnh. Mà người bệnh cũng bệnh rất là nặng. Mà phương tiện ở đây rất là hiếm. Ở đây có được mấy chiếc xe nhưng mà dân thì lại không có tiền. Xe dịch vụ hả? Xe dịch vụ. Dịch vụ ở đây thì họ tính 1 triệu một chuyến nhưng mà gia đình thì không có tiền. Có nghĩa là nếu như mà người bệnh ở đây mà bệnh nặng thì là phải thuê cái xe đó. Thuê xe đi cấp cứu. Thuê xe đó chở đi cấp cứu và chi phí sẽ là 1 triệu cho mỗi lần chở đi từ đây xuống dưới Phan Thiết. Đúng rồi. Mà nếu một người bệnh nặng á thì họ chỉ có được 4 giờ vàng thôi. Dạ. Yeah. Cho nên là cái nguyện vọng thì cũng tha thiết rằng là muốn lo được một cái xe cấp cứu chuyên dụng tại đây để mình đi giúp đỡ cho hai xã tổng cộng tất cả là 8 thôn đó, mà người ta thì kinh tế người ta rất khó khăn. Mà đêm đó thật sự là khi mà đi rồi mới biết được cái gọi là nó đi giữa đêm khuya đó. Xe thì phương tiện Honda. Cho nên là về là phát nguyện với Phật là con sẽ cố gắng con xin các hộ pháp các nơi để có được một cái xe cấp cứu chuyên dụng giúp cho dân. Vậy thì cái đêm đó là sư cô chở người bệnh là chở người lớn hay trẻ em? Chở người lớn. Chở người lớn và sau đèo thêm một người nữa. Sau người vịnh. Là sư cô đèo 2 người. Mà con thấy khi mà con đi lên là con thấy cái đường nó cũng hơi khó đi ha. Không. Chạy vòng vèo như đường đèo á. Đường đèo nhiều mà. À, vậy mà đêm khuya sư cô phải chở người đi. Nói chung là mình cứ lo cho người bệnh thôi, chưa nghĩ gì hết. Nha, không nghĩ tới. Thế là người ta tới người ta cầu cứu sư cô hay sao, hay là sư cô biết? Không, thì họ chạy ra đây. Họ nằm tại đây. Nằm ở đây luôn hả sư cô? Nằm tại đây xong rồi bắt đầu cái mới đem máy đo huyết áp ra. Xong rồi mới coi cái nhiệt độ thì sốt quá cao. Hỏi tại sao không đi cấp cứu, nói con không có tiền. Thì hôm đó trong nhà sư cô vét con được 3 triệu. Dạ. Nghĩa là hết tất cả luôn á. Mình vét luôn giúp luôn. Là chạy đi xuống dưới đó. Đó thì em đó sốt lên tới 41 độ. Đó tử vong bất cứ lúc nào. Sốt như vậy rất là dễ co giật ha. Cho uống hạ sốt nha. Cho uống thuốc hạ sốt xong rồi đi. Dạ. Thôi con với sư cô vào trong đây ngồi. Mời chú vào uống nước. Một thanh niên lực lưỡng nhưng mà khi mà chở một người bệnh đèo thêm một người nữa đó cũng rất là khó rồi, mà đằng này là sư cô, trời ơi, đèo đi con phải nể phục sư cô luôn á.
Nói chung là con rót nước cho sư cô uống nha. Rồi, mình uống nước nước đó cũng được nha. Con vô đây con, nước uống. Cô, sư cô uống đá không? À, có uống. Để cho con rót cho. Ủa cái nước là nước gì đó? Gạo nứt. À. Rồi, mời chú đó, có đá kìa. Thì Phật cũng thương rằng là mấy cô ở bên Úc, bên Mỹ cũng thương. Dạ. À, cho nên là cũng lo cho các em được nhiều thứ lắm. Đó. Làm tượng Phật, làm hào quang nè, rồi gửi quà về để lo cho các em, nấu cho các em được bữa ăn nè. Đó, cho nên là cũng nhờ hộ pháp, rồi nhờ các mạnh thường quân các nơi đó. Dạ. Thì những người con Phật là đều chung một nhà mà. Dạ sư cô ơi, con hỏi cái này một xíu. Thì cái suy nghĩ mà về một cái chiếc xe cấp cứu chuyên dụng đó, là sư cô suy nghĩ trước khi mà xảy ra cái việc mà mình chở người ta đi, hay là sau khi mình chở người ta đi rồi thì mình mới nảy ra một cái suy nghĩ đó? Trước kia cũng đã muốn rồi, rất là khao khát rồi, nhưng mà bởi vì nó đồng tiền lớn quá, nhưng mà sau khi là cái chuyến đó đó thì cái sự thúc đẩy nó càng lớn mạnh hơn nữa. À. Là giúp người, giúp cho địa phương. Dạ. Sau khi mà chở người bệnh như vậy thì cảm thấy sự cấp bách và nguy kịch của người ta thế, thì sư cô cũng mong muốn là mình đủ duyên để mà có được một chiếc xe chuyên dụng chở người bệnh, mà đa phần là người đồng bào Cờ Ho, mà lại kinh tế họ rất là khó khăn. Để mà kiếm được 1 triệu đối với người đồng bào rất là khó, sư cô ha. Không đơn giản. Dạ. Không đơn giản, cho nên là thôi thì tâm thì hướng thế, đủ duyên cứ dạ. Cứ cầu nguyện đi, xong rồi cứ tu đi, xong rồi Phật gia hộ cho, rồi tất cả các người con Phật đó là nếu mà một khi mà họ đủ duyên á nha, nơi đây á dân đủ phước thì sớm muộn cũng sẽ thành tựu. Đó là cái lời nói của quý cô ở bên Mỹ với bên Úc. Dạ. Đó, bên cô Lương Mỹ Ly đó. Đó. Sư cô ơi, thì hôm nay con tới con thăm sư cô, cũng nghe sư cô chia sẻ về cuộc sống của sư cô ở đây, rồi những cái điều mà sư cô mong muốn, thì con nghĩ là cũng hy vọng là sắp tới nó sẽ đủ duyên để sư cô có thể giúp được những người dân khó khăn ở đây. Thì hôm nay đến đây thì con cũng sẽ trích một cái khoản tiền quỹ nho nhỏ của mạnh thường quân á, thì cũng sẽ gửi cúng dường tam bảo cho sư cô, để sư cô có thể là nhang khói, với lại là có thể là người dân ở đây có cuộc sống khó khăn á, sư cô có thể giúp được một phần nhỏ nào đó thì sư cô giúp. Dạ, cái khoản này nó cũng không có nhiều, nhưng mà cái đây là cái tấm lòng, dạ, con trích từ mạnh thường quân. Dạ. Để con lấy tiền con gửi sư cô. Sư cô ơi, thì hôm nay con đến con thăm sư cô, thì con sẽ trích tiền của cô Vũ Thị Dung, cô ở bên nước ngoài, với lại cô Mai Lê Nguyễn cũng ở nước ngoài luôn, thì mỗi cô là 2,5 triệu á, thì số tiền con gửi cho sư cô là 5 triệu á nha sư cô. Cái này là con thay mặt mạnh thường quân để cúng dường tam bảo cho sư cô. Dạ, số tiền này con trao lại cho sư cô ạ. Thì cũng cảm niệm công đức quý mạnh thường quân nha. Dạ. Cũng đã hướng về, cho dù ở đất nước xa xôi nhưng mà vẫn hướng về tam bảo. Dạ. À, và đặc biệt là ở cái nơi vùng khó khăn nơi đây nha. Rồi xin mười phương chư Phật gia hộ cho quý mạnh thường quân, quý cô bên đó có thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi cái tâm luôn hướng về những điều thiện lành, để chúng ta cùng đốt thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương đến với lại tất, chia sẻ với tất cả các anh em còn nghèo khó nơi đây. Dạ. À, sư cô ơi, thì lúc nãy khi mà nói chuyện với sư cô thì con cũng nghe là sư cô có tâm sự là ở gần cái chỗ khuôn viên của sư cô đấy sống á, thì cũng còn một vài hộ đang gặp phải cuộc sống khó khăn, rồi nhà thì vách thì không có hay như thế nào đó. Thì sau khi trò chuyện xong thì sư cô có thể dắt con tới một trong những cái trường hợp mà đặc biệt khó khăn đó để con thăm được không? Được. Dạ, để con có thể giúp được phần nào thì con giúp. Dạ, rồi, một phần. À, dạ, vậy thôi bây giờ sư cô uống nước, mời sư cô uống nước đi. Rồi lát nữa con với sư cô đi.
mọi người. Và sau khi mà đến thăm sư cô thì mình mới thấu hiểu được cái cuộc sống ở đây như thế nào, và nó rất là khó khăn luôn. Thì mọi người cũng biết đi, nếu như mà chúng ta ở gần những cái cơ sở y tế thì khi mà đau ốm bệnh tật thì chúng ta sẽ đến rất là dễ dàng và người bệnh sẽ được cứu rất là nhanh. Nhưng mà chỗ ở của sư cô thì cách thành phố Phan Thiết phải nói nó tới gần 100 cây số. Vì thế sau khi mà nghe sư cô tâm sự câu chuyện mà trong đêm khuya mà chở người bệnh đi cấp cứu, thì phải nói một cái điều mà mình là thanh niên mà mình còn cảm thấy có gì đó là phải nói thua xa sư cô chứ không phải. Nhưng mà hy vọng là cái nguyện vọng của sư cô thì sẽ có một cái nhân duyên nào đó sẽ giúp được sư cô có được một chiếc xe cấp cứu chuyên dụng để mà giúp những người dân nghèo ở đây một phần nào đó là đỡ một cái gánh nặng về kinh tế cho họ. Bởi vì là khi mà thuê xe đi thì nó phải tốn triệu, cả triệu như nãy sư cô nói đó. Thì có lẽ video này cũng khá là dài rồi. Bây giờ Nhân sẽ cùng với sư cô sẽ đi thăm một cái hoàn cảnh đặc biệt ở trong cái xã này để xem thử là mình sẽ giúp được gì cho hoàn cảnh này nhé. Thì nếu mà mọi người xem video thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip sắp tới của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye mọi người.